Hôm nay mình rất là hân hạnh được giới thiệu cái bộ sản phẩm quà Tết sơn mài mỹ nghệ bên công ty mình. Thì cứ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì tất cả các cái doanh nghiệp cũng như là gia đình đều cần những cái bộ quà Tết. Trong đó bộ sản phẩm quà Tết sơn mài của bên mình là một trong những sản phẩm mà công ty mình muốn giới thiệu đến với các doanh nghiệp bộ quà Tết. Với cái bộ quà Tết này thì khách hàng có thể là in ấn logo của doanh nghiệp trên những cái sản phẩm, hoặc là bên mình cũng có thể sản xuất theo những cái họa tiết và hoa văn yêu cầu của khách hàng. Mình xin đi vào chi tiết thêm của cái bộ sản phẩm quà Tết này. Thì một bộ sản phẩm quà Tết bao gồm là một cái hộp mứt, trong đó có bốn ngăn để đựng các cái món quà khác nhau. Sản phẩm thứ hai là hộp khăn giấy. Thì trên một cái bàn lúc nào mình cũng cần một cái mẫu hộp khăn giấy. Và bên cạnh đó, bên mình sản phẩm quà Tết bao gồm luôn cả cái hũ để có thể là đựng kẹo, đựng hạt dưa. Thì đấy là một trong ba cái món quà chính mà một cái bộ quà Tết thông thường các bạn và các gia đình đều dùng trong những cái dịp Tết đến. Ngoài ra, bộ quà Tết của mình còn có, năm nay mình còn có thêm một cái khay. Thì rất là nhiều doanh nghiệp và rất là nhiều người tiêu dùng thường hỏi là bộ quà Tết của mình có đi kèm với cái sản phẩm gì khác để mà trưng bày khi mà mình có khách hàng đến hoặc là có khách đến nhà. Mình có thể trưng một cái bộ quà Tết bao gồm cả cái khay để mà đựng được cái bộ ấm trà, và ngoài ra còn thêm năm nay mình có kết hợp thêm là một cái đĩa, các bạn có thể đựng thêm trái cây tươi khi mà các bạn tiếp khách. Thì đây là một cái bộ quà Tết. Chủ đề của cái bộ quà Tết năm nay thì bên mình tập trung vào hoa mai vàng, đó là tượng trưng vào cái mùa xuân, mai vàng và có những cánh bướm. Những cái mẫu mã sản phẩm, những cái món quà Tết các anh chị thấy ở đây thì mình còn có rất là nhiều sản phẩm, và đặc biệt là sản phẩm của công ty mình đã được chứng nhận về an toàn thực phẩm, có nghĩa là khi quý khách mình dùng những cái sản phẩm như thế này thì rất là yên tâm về nồng độ chì cũng như là nồng độ sơn được dùng cho sản phẩm là an toàn cho thực phẩm, cho nên các anh chị không có lo lắng về sản phẩm có đã được kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm. Khi quý khách có yêu cầu thì có thể liên hệ với công ty bên mình là công ty Mỹ Nghệ Việt. Các bạn chỉ cần vào website là mỹnghệviet.vn thì có thông tin liên hệ và showroom ở quận 2, và showroom mở cửa suốt tuần luôn. Nên là các anh chị có thể liên hệ vào bất cứ thời điểm nào thì mình có thể hỗ trợ tư vấn thêm khi mà các doanh nghiệp có